Bây giờ thì các bác đang nhìn thấy là thịt cũng chín rồi, coi như ăn được không? Vàng à? Vàng lắm rồi. Đây, phóng lớn này nhìn thấy. Gan bỏ gan rừng chứ. Ui vàng óng, ui rồi. Ngon tuyệt vời ông mặt trời luôn. Còn con gà này thì hơi cháy chút xíu nhưng mà vẫn chưa chín đâu. Đây, ếch thì chúng tôi qua bên này nhìn thấy nó liền. Ếch đây các bác ơi. Tập trung sang bên này thôi, không nhìn nước nữa đâu. Ếch đây, đó. Đi vào, vào trong kia mới mút đi. Khi nào con thử. Quá trình quay gà vàng đã chín các bạn ạ, vàng ươm rất là ngon. Còn bây giờ tôi sẽ lấy ra ngoài cái này, hào cái thịt này từ đâu ông lấy ếch lên. Vâng, ở đây là ếch, ếch nướng các bạn ạ, rất là vàng, rất là thơm đặc sản. Đây là thịt heo vàng rất là ngon, rất là vàng. Có phải chụp không? Không, không. Chụp chứ, anh thử chụp cho nó một kiểu. Giờ là quá trình thành phẩm anh em chúng tôi bắt đầu ăn uống rồi các bác. Ừ, bé bé thôi, lấy mày muốn nữa. Cho để nước mắm chưa, Thắng ơi? Để nước mắm này rồi. À, có đây nhưng mà ít lắm, phải cho sang bên kia nữa cơ. Ôi lỗ kìa. Ôi lỗ lắm. Đây cái hộp này là hết rồi, nó hết đi. Em mời. Hôm qua làm ấy quá, làm những đồ rượu như là đi uống bia với nó thức khuya nó mệt. Vâng. Ừ, thịt quá. Nhướng giòn tan. Ăn cái ấy không? Đưa cái cái nữa. Chị em ba cái hơn. Bạn Thắng. Chết không dám ăn. Hai người nhau, nói chung cũng 2 năm ấy nhỉ. Hơn 2 năm nhỉ. Nhiều khi nó chửi em dở hơi, em chửi nó dở hơi, cùng phòng với nhau mà. Ờ, cùng với nhau được. Hay lắm. Hai thằng Hà Nội cùng với nhau hả? Không cả mẫu khôn thì cũng bảo được. Với hai thế đôi thằng nhỉ? Trêu nữa. Có lần là... Dạ bảo chứ đưa tiền biết kêu không? Quá à? Không hết đã. Có cả. Anh ơi, làm ly đi. Anh thấy nào chén? Chưa à? Anh thấy. Đúng. Thì anh nè. Anh mà mình anh mình thôn ăn mà. Giờ anh ăn đi. Tôi đỡ ăn những gà đó chứ. Thịt nướng ngon phết đấy, đùa đâu. Thịt nướng ngon đấy. Có cái là gia vị nó không được bằng đám cưới mà mình nướng không nhưng mà cũng rất là thơm ngon. Nước nước mắm cho mình. Đi rừng đi nhất bắt mất ấy này, tìm ong này cũng đi vào đây này. Ở bên trong kia nó cũng có cái... Nhưng mà dặm này tìm ong khó tìm mất nhỉ? Không, nó ở những cái khe ấy thôi. Cái chỗ nó sườn sườn thì nhiều cái cây cỏ Nhật chết ấy. Nó hay ấy, đây này như cái cây cỏ Nhật này. Nó mới hay ở, nó thì già già thôi, nó từng búi kiểu nó đen đen. Cá này thì thôi. Ông rùi ấy. Nó lấy nước đâu, nó phải lấy nước sông thôi anh ạ. Những cái vũng nó ở những cái... Có nhà thịt gà đâu? Này cầm đấy cậu chú á, cầm đấy. Cầm đấy. Ăn, ăn, ăn miếng rồi nữa nhanh. Xong rồi đưa đi chơi tiếp. Ừ. Ai cầm đi cậu cho miếng khác, cho ở yên miếng khác. Này, chơi cái này. No, no. No. No, không nhau làm phát. Ăn uống là ngon trốn. Ôi dơ, 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 tay dơ này. Cái nướng là thơm nhỉ. Anh giỏi đấy, đi đâu biết nữa. Được tay. Và anh ở trên sắp hết ở trời. Ăn này no không mà bụng đâu mà ăn ếch nữa. Mà. Đúng rồi. Anh quay em.
phần ếch nha, rất là ngon các bạn. Ra ngoài này vui ấy là như thế. Không ấy ra mẹ tí để rửa tay với mình đi. Nào phát biểu cảm tưởng xem là ăn thế nào ở tháng này. Thịt rất là thơm, ngon.